Xin chào các bạn, thì hiện tại Sinh đang ở tại Bến Ninh Kiều. Giờ này đã là 10 giờ đêm rồi, nhưng mà mọi người hôm nay cũng vẫn còn rất là đông. Mình sẽ cho các bạn xem cái khung cảnh ở tại công viên của Bến Ninh Kiều nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy là mọi người vẫn còn rất là đông nè các bạn, ở tại công viên của Bến Ninh Kiều. Đây là tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ là 10 giờ đêm rồi đó, rất là tối, người vẫn còn tham quan rất là đông, bởi vì đây là cái trùng với cái dịp lễ lễ hội Bánh Trăng Giang của Nam Bộ, và trùng với cái ngày nghỉ của lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cho nên là mọi người về đây rất là đông. Đây là bến tàu của Bến Ninh Kiều, rất là đẹp thơ nha các bạn. Mình đang đi cặp bờ kè của Bến Ninh Kiều, rất là mát nha các bạn. Đúng là Bến Ninh Kiều rất là đẹp, về đêm thiệt đẹp quá. Là bến tàu khách và du lịch.
vé. Giờ này công viên vẫn còn rất là đông các bạn. Công viên rất là đẹp. Dân đủ mẹ nó điện thoại không? Nó bắt máy cho hết luôn thì ông điện lại tôi. Ông hỏi rồi tôi nói làm sao đã tôi dặn ông hoài vậy. Đủ rồi. Mình sẽ tìm cái phòng phòng bán vé để mà mình hỏi. Bây giờ mình sẽ đi dọc cái công viên và đi thẳng lại chợ đêm Bến Kiều. Hôm nay thật sự là rất là đông luôn các bạn. Ngay cả gửi xe gắn máy mà cũng không còn chỗ nữa. Rất là đông. Đó, ở phía bên tay phải của Sinh chính là cái con đường đi vào chợ đêm Bến Ninh Kiều, chợ đêm Ninh Kiều. Mọi người buôn bán rất là nhộn nhịp. Còn ở bên phía tay trái là công viên. Công viên ở Bến Ninh Kiều. Và nếu mà các bạn đi cặp ở ngoài kia, phía ngoài kia thì sẽ là cái bờ kè rất là mát. Nhưng mà mình muốn quay cảnh ở bên tay phải nó rất là đẹp nè. Cho nên mình đi ở phía trong này. Đây chính là chợ đêm Ninh Kiều nè các bạn. Không gian giờ này rất là nhộn nhịp. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 12 phút rồi. Rất là tối rồi. Do là hôm nay là ngày lễ cho nên là chắc chắn là mọi người vẫn còn rất là nhộn nhịp. Các bạn thấy xe đông quá không? Không qua đường được luôn. Rất là đông luôn. Nó trùng với lễ hội Bánh Dân Gian. Các bạn thấy là cả nước nó kéo vào đây mà người nước ngoài đến đây cũng rất là đông. Các bạn thấy có thể thấy là người nước ngoài về đây hôm nay rất là đông luôn các bạn. Thì đây là mình đang đi vào ở bên phải của chợ đêm Ninh Kiều. Chúng ta có thể thấy là cả ở bên phải và bên tay trái của mình đều là những cái nơi bán quần áo và các món cái đồ, các cái món đồ thời trang. Cũng chẳng biết là cái chợ này nó dài bao xa. Ở đây mình đi thử cho các bạn xem. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 18 phút mà chợ vẫn còn rất là sôi nổi. Ở phía giữa lòng chợ là khu bán quần áo, giày dép, thấy giá cả rất là rẻ. Nhưng mà chất lượng chắc là hên xui. Và nãy giờ các bạn có để ý thấy một điều đó là những cái khu vực, những cái khu nhà buôn bán ở đây mình thấy là phong cách là một phong cách của rất là người Hoa. Chắc lẽ là đa phần ở đây là người Hoa sinh sống nhiều. Nhìn kiến trúc rất là Trung Hoa. Và ở đây có những cái chỉ đồng hồ rất là lớn luôn ha. Đồng hồ đồng giá 100 ngàn một chiếc. Hết rồi các bạn. Không dài lắm đâu, tầm khoảng 200 mét thôi. Thì ở phía đầu đằng này nó cũng có một cái bảng chợ đêm Ninh Kiều luôn. Phía đầu đằng kia cũng có một cái. Mình đang đi dầm ngược trở lại bên tay trái. Bán đồ đeo trang sức nè. 5 ngàn, 7 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn. Mình đi tham quan chơi thôi chứ mình cũng không có đam mê gì lắm những cái món này. Không có tiền các bạn ơi. Giá rất là rẻ. Giá rẻ lắm. 55 ngàn một cái, 100 ngàn ba cái. Thank you.
văn. Xin nữ khá là nhiều người ngoại quốc hôm nay tìm đến đây, có đông luôn. Đây, nhóm người ngoại quốc đang tham quan chợ. Tầm 70.000 một cái. Sọc. Sắp hết con đường rồi các bạn ơi, giờ có thể chốt lại được là cái chợ đêm này thì chỉ bán về đồ thời trang thôi, quần áo, giày dép, nón nải, bóp, y nịch, các cái món trang sức cho chúng ta đeo, đồng bộ là giá rất là rẻ luôn. Đây đều là hàng giá rẻ cả. Bạn nào có dịp đến Bến Ninh Kiều thì có thể ghé chợ đêm này tham quan, để mà thích mua gì thì mua. Rẻ quá thì cũng nên cẩn thận tí xíu, có lẽ là hàng cũng không có chất lượng lắm đâu. Đây, bên đây được có cả một cái dãy túi sách và nón. Rất là nhiều loại nón, có nhiều kim tuyến lung linh luôn. Wow. Túi túi 79k, giá rẻ hết luôn. Ở phía bên kia đó chính là cái cổng tàu mà lúc nãy mình đã đặt vé của chị Hải, mỗi người 100.000, mình đi tour 7 giờ đến 11 giờ 4 tiếng, được tham quan 4 địa điểm. Thì sáng ngày mai mình sẽ đi sớm. Mấy cái nhà trọ, nhà nghỉ, mấy cái khách sạn mà vòng vòng ở đây là không còn phòng đâu các bạn. Hôm nay là không còn phòng luôn, mình phải ở cách đây là 8 cây số. Đây là công viên, mình đảo cho là công viên. Đứng đây các bạn dòm lại toàn cảnh cái chợ đêm kia, các bạn có thể thấy được ở đây cái kiến trúc của họ mà nhiều quá. Những người ngoại quốc rất là sôi động. Các bạn có thể thấy được những cái kiến trúc ở đây rất là Trung Hoa các bạn. Mình nghĩ ở đây là người Hoa sống rất là nhiều. Lúc nãy mình đã đặt vé rồi để mình đi tour rồi, không biết là có lầm hay không nữa. Mình thấy 100.000 cũng khá rẻ cho nên mình đặt luôn, để mất công sáng ngày mai mình vào mình mắc là tìm mua vé nữa. Đây là cái bảng giao vé của công ty. Thời gian là vàng, hôm nay mất rất là nhiều thời gian để tìm nhà trọ, hơi không vui lắm về cái việc mà tìm nhà trọ. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bờ kè bên kia, mình đi ngắm sóng biển. Bến Ninh Kiều về đẹp thật. Đây là cái cổng cổng tàu số 2 để mà chúng ta đi tour, đi chợ nổi Cái Răng nè, Cái Răng, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cồn Âu, vườn Cái Sơn, ba cổng rất là nhiều. Here we go.
bạn thấy có rõ lắm không? Thì hiện tại là khoảng 10 giờ rưỡi rồi, cho nên là một số nơi đèn nó đã xuống, cho nên là khung cảnh nó hơi tối rồi các bạn. Chỉ sợ ánh sáng yếu thì máy mình nó sẽ tắt ngang. Rất là mát luôn. Công viên giờ này cũng còn rất là nhiều người đang ngồi để tán gẫu. Anh ơi, làm ơn cho em hỏi cái cồn bên kia mình kêu là tên là cồn gì ạ? Cái đó là không phải là cái cồn. Cái đó là gì ạ? Cái đó kêu bằng là cái xóm chài. Xóm chài. Là như nó cũng bên đây như là. Dạ. Như bên đây là bên chợ. Dạ. Bên đây là bên xóm chài. À. Mình đi qua đó thì chỉ đi bằng thuyền bè thôi chứ không có cầu hết. Cũng có cầu luôn, cũng có cầu đi qua luôn, cầu bên trong mình nó đi bọc qua luôn. Dạ. Nhưng mà mình đi cầu hơi xa nữa mà mình không có đi xe. Dạ. Mình không có đi xe, mình đi đò qua, xẹt qua xong rồi tới. Dạ. Tàu đây là tàu du lịch hết hả anh? Hay là tàu đánh, có tàu đánh cá không? Tàu du lịch không hả? Dạ. Tại đây đâu có vùng biển đâu. Đâu có vùng biển đâu mà có tàu đánh cá. Dạ. Mà đó là có cái vựa cá tàu vô thôi. Chứ giờ là không có. Mình đi chợ nổi cái răng là mình đi hướng nào vậy? Đi hướng này. Hướng này ra ha. Đặt chưa? Dạ đặt rồi rồi. Đặt ăn cái đó đi, đi ghép hay đi chung? Đi, à, đi lúc nãy đặt của chị đằng kia rồi. Là người chứ? Dạ. Người 100 ngàn. Đi ghép. Còn đi đi riêng là một một tàu là nhiêu, là bao nhiêu? Nó đi riêng mấy nhà này giá nó cao lắm. Dạ. Mấy ngàn triệu. Ờ. Bình bình thường em nghe nói từ tầm 300 hay giờ. Bình thường mà chả nói giờ là 400 ngàn. 400. Ừ. À, riêng mướn mình lên một một tàu luôn. Tàu 12 khách đó. Ờ. Với mấy ngày này đợi. Dạ. Không có học khách sạn, không có nó làm có đò cho em bởi, đi. Bởi vậy nãy xuống đây kiếm khách sạn quá trời luôn. Anh dẫn 29 khách mà đi qua tổ quốc 1586 á. Gì hả? 6-7 cây số đó mà không có phòng, còn có 2 phòng. Phở à, phở 586 đó anh. À. À. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Rồi rồi. Dạ. Rồi. Hôm nay mình vừa nói chuyện với một anh cò vé. Cò vé tour các bạn. Các bạn thấy không? Nghe anh nói bây giờ thực tế mình thấy là mấy ngày lễ này đúng là khủng thiệt, rất là đông người đến, cho nên là trước khi chúng ta đi chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng mới được. Mình thì do bận quá cho nên là cũng chuẩn bị nó chưa có kỹ lắm, cũng còn qua lo, ví dụ như cái vụ nhà trọ đó. Ngày thường thì giá vé tàu ở đây là như nói là 400 ngàn, còn ngày lễ là mình bao nguyên chiếc luôn các bạn. Còn ngày lễ là nếu mà bao nguyên chiếc luôn thì giá tầm là 1 triệu mấy đó các bạn. Cái bờ kè công viên này rất là dài luôn, đi là chơi mỏi chặt lắm mình. Phía đằng kia có một cái nhà hàng nổi, buổi tối trong khá là nổi bật so với tất cả những nơi khác. Mình sẽ đảo trở lại, công viên rất là dài rồi. Và cũng khuya rồi, mình khuya quá rồi, mình sẽ lấy xe để đi về. Tuy nhiên như này là gần 11 giờ các bạn thấy là vẫn còn rất là đông người. Đây là con đường mình đi trở lại bức tượng của bác lúc này. À, trên đường từ Long Xuyên đi đến Ninh Kiều này thì mình thật sự là bị chóng ngợp bởi cái độ phủ sóng của các cái quán ăn, các cái quán uống, rồi các cái nhà hàng, khách sạn kia các bạn, rất là nhiều. Mình cũng lựa được một số địa điểm để ngày mai mình sẽ ghé vào, mình check in trở lại những cái món ăn những món ăn là hấp dẫn để giới thiệu cho các bạn. Ở phía đối diện công viên có một quán cà phê tên là cái bạn đọc cho mình đó.
BN Cofiti, phong cách khá là cổ điển, một phong cách rất là Trung Hoa luôn, tặng lửng và một gác lẩu phía trên nhìn rất là nên thơ. Đây là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối diện bên đây có rất là nhiều quán ăn uống. Và đây là hai nhân vật chính của bữa tối ngày hôm nay. Bé dâu vừa mới ngủ một giấc xong thức dậy luôn. Giờ không ngủ chứ không quá mỏi giờ quá rồi, mẹ không ngủ đi. Đi, về ngủ. Khuya rồi. Về lấy xe đi. Đi qua bển cùng đường mình về luôn. Cùng chiều. Quá mệt rồi, mẹ không đi. Không, mẹ không còn có mệt không? Mệt thì mẹ không đi. Bé dâu mệt không? Mệt đó hả? Sức ra đó thôi, để đi rồi. Hiện tại đang lấy xe đi về các bạn. Bạn thấy các bạn biết là gửi xe rẻ kinh khủng luôn, 5.000 một chiếc. Những dịp lễ mà ví dụ các bạn đi Châu Đốc người kia là giá tầm 20-30.000 một chiếc. Thôi mình về nha.